Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay ở mình Cát Tiên, mình quê mình á, có mở điện máy xanh với thế giới động nha nè. Chung luôn, mình mời anh em vô trong tham quan với mình nha. Thì đây là bên trong cái khuôn viên bên trong của thế giới động nè anh em. Mình đi buổi tối rồi nên là cũng ít người vơi bớt. Còn buổi sáng rất là đông, mình đi ngang thấy đông lắm. Tối nay mình rảnh đi tham quan thử coi người ta bán hàng sao. Tivi sầm sầm anh em, 65 inch, giảm giá cũng cực mạnh nha. Đây là gia hàng bán tivi. Ví dụ mình đi tham quan tham khảo người ta coi buôn bán sao. Nó gần nhà mình anh em, mình ở trên Phú Cát á, còn này dưới Cát Tiên. Buôn Gò á, cách mình khoảng 8 cây số. Tối dặn cả nhà đi chơi luôn. Chỗ mấy bạn sao không biết, cái chỗ mình thì mấy cái này nó mới về hết. Hồi giờ chưa có à. Tivi này. Đó, 40 yên, giá 5,7 triệu. Rất là nhiều chủng loại, thấy điện máy xanh nó bán cũng hay, coi sướng anh em. Ở khu mình thì nó mới mở Bách Hóa Xanh nha. Còn cái này điện máy xanh với lại thế giới động thì thế giới động mới mở cũng được 2-3 năm rồi. Rồi bây giờ nó gộp luôn anh em, gộp chung luôn. Thì nó bỏ bên kia, nó qua bên này nó làm chung như có điện thoại luôn. Tí mình sẽ quay điện thoại cho anh em xem. Bây giờ thì mình quay sơ mấy cái gian hàng điện thoại cũng như gian hàng TV nè, với lại máy lọc nước nè, sản phẩm rất là nhiều. Anh em nào khu vực Cát Tiên thì nhớ ghé tham quan nha. Mua sắm được cái gì mua sắm anh em, từ giá cả thấy khuyến mãi nó rất là ghê. Được hay trương á, đó, cái máy xay tóc có 99.000 thôi, rất là ok. Chảo không dính này, bán đủ kiểu hết. Máy lọc nước. Máy lọc nước, nhiều máy thấy rất là đẹp. Anh em khu vực Cát Tiên thì có muốn mua hàng thì cứ xuống điện máy xanh mua thôi. Trả góp 0% rất là nhiều nha, nhiều sản phẩm trả góp 0%. Lò Bluetooth giá 450 cũng đẹp, mẫu mã cũng đẹp. Lò 700 thì thấy có vị khó bán này, hơi cao. Thấy tivi rất là nhiều. Mấy cái hình thức này ở Sài Gòn rồi, rất là nhìn lâu rồi, mà mình thì mới về thôi nên bà con cũng rất là náo nức nha, bà con rất là náo nức đi xem, rất là đông. Và mình thấy mua cũng rất là nhiều nha anh em, buổi sáng tới buổi trưa mình hay đi ngang qua mua rất là nhiều. Tivi tủ lạnh mới giặt chở đi khắp đường luôn. Tivi cũng có 3 triệu mấy thôi, trả góp anh em đưa tháng tầm 400.000 là đã sở hữu được rồi. Mình khói cái gian hàng tivi, rồi sản phẩm nó rất là đa dạng. 6,1 triệu này, 32 yên, 6,1 triệu, trả góp có 722.000 tháng. Bên Home Credit á, đa số là 0%. Như bên mình bán điện thoại cũng là bên Home Credit nha, bên Home Credit với lại FE, hỗ trợ FE nữa. Dòng máy cũ là bên mình vẫn hỗ trợ bán trả góp nha anh em, nhiều lãi suất thấp nha, có lãi suất mà lãi suất hơi thấp nên em mua được vẫn ok. Anh em ở gần chỗ mình thì cứ ghé qua mua điện thoại trả góp bên FE, bên Honda Dick được hết nha, còn hỗ trợ anh em thoải mái. Đây gian hàng bán bếp ga anh em, bếp ga 1,1 triệu chỗ mẹ Sakura đang kết cái bên gian hàng tủ lạnh, tí qua xem coi. Vòi tắm bằng ủi nè anh em, rất là nhiều ha, giá 300 mấy cái. Panasonic 8. Bằng ủi này sẽ bền này. Mấy xe tóc các kiểu ha.
tối đang rành á anh em, xuống đây chơi nó cũng sướng ha, coi tham quan hàng hóa mấy vô mình coi đã, không mua cũng được, không ai nói năng gì câu nào anh em. Còn tiệm xá đâu vô mua cũng ngại, coi nhiều mà không mua cũng ngại, còn này coi thoải mái luôn. Đây gian hàng tủ lạnh này anh em, có những tủ hàng rất là khủng, rất là đẹp. Đây 13 triệu mấy rồi, trả trước 1.6 triệu, Toshiba 12 triệu. Giá cả cũng được anh em, tầm hơn 10 triệu. Đi quay cho vui, chia sẻ cái clip cho anh em tham khảo cho vui nha. Clip này thì cũng không có gì nhiều, chủ yếu là mình quay những cái thương hiệu sản phẩm cho anh em xem giải trí. Những anh em không có đi á, không đi thể thánh xem được thì mình quay cho anh em coi cho vui, để biết được trong điểm máy xanh nó bán cái gì ha. Những cái máy giặt này 5.9 nè, 5.7 nè, vậy nè, 5.790. Đó, máy giặt này mình thích nè, máy giặt lồng ngang rất là đẹp. Tủ lạnh, gia hàng tủ lạnh máy giặt thấy có vẻ đẹp. Máy giặt này có 3.9 nha, thấy rẻ không? Quá rẻ luôn. Cái này có 5.7, 6.6, giảm được 900. Đây máy tủ lạnh khủng này, to. Tủ lạnh như là 2 mấy triệu. Máy giặt lồng ngang. Cái đây là bên thứ karaoke này nè, thứ cái giọng hát này. Sẽ quay luôn TV mobile anh em, cái dòng này là giống cái dòng điện thoại này, nó có điện thoại mobile, là TV mobile luôn, 3.9 triệu. Nhìn thấy mẫu mã cũng hay, anh em biết điện thoại mobile thì nhìn thấy điện TV này biết ngay thương hiệu của mobile. Đây mấy dòng Sony, Sony thì giá hơi rác nha, 11 triệu. Đây là cái phái đoàn của mình nha, mấy anh em trong nhà thì 6-7 người. Cái này hư rồi này, mang hư rồi. Cái này được này, cái này 5.9 triệu nè em, góp 1 tháng là 704 ngàn. 700 ngàn, đưa trước 1.5 triệu anh em, 2.7 triệu, 1.792 triệu. Ở trong 6 tháng, 1 tháng 704. 704 ngàn 1 tháng. Không có lãi anh em, này không có lãi. Ồ rất là sướng. Này đưa trước nhiêu rồi? Đang quan tâm với TV Samsung ra nè, thì em nó tính mua. Mấy dòng này cao quá, 920 quá cao. Xâm nhập qua bên cái bếp từ anh em. Bên đây bếp từ với lại bếp nướng. Bà xã bà tính mua cái bếp bếp nướng nên đang tham khảo thử. Nói chung là mẫu mã cũng đa dạng cực kỳ.
Thế nào? Mình thử qua điện thoại đi. Đây là gian hàng điện thoại bên Thế Giới Đồng. Nó chung luôn nha anh em. Chung luôn trong điện máy xanh luôn. Để một cái ngăn nhỏ nó bán bên điện thoại này. À, khai trương giảm 300 ngàn. Realme V Smart này anh em. Cũng rất là nhiều mẫu mã. Cửa hàng mình thì vẫn bán V Smart nhưng bán mấy giờ rẻ. Dòng này đời cao có nè. 392 giảm 500. Cũng rất là nhiều thương hiệu anh em. Nói chung là Samsung, Realme, Oppo. Chỉ lại có dòng iPhone nữa. Đang trong cái tuần lễ mà khai trương á, anh em nào mà cần máy ngon thì cứ xuống điện máy xanh mua anh em. Thế Giới Đồng này, mua giá cả nó thấy có vẻ hợp lý. Phết đấy. Đây dòng Galaxy Note 20. Có chứ. Đó Note 20. Note 20 24 triệu. 24 giảm 2 triệu 3 anh em. Cái này giá này còn giảm nha, giảm được mình được còn giảm được 2 triệu. Giảm 2 triệu nữa. Ngày khai trương tặng thêm 300 ngàn nữa, 2 triệu 3. Thấy đẹp đấy. Ultra này. iPhone. Note 10 cộng này nhiêu? 18. Đây là rồi đấy. Thôi chán Thế Giới Đồng rồi thì mới xanh anh em. Bây giờ cũng đói bụng ha. Giờ em mình phi qua Bách Hóa Xanh một tí nha. Rồi tiệm. Em qua Bách Hóa Xanh rồi. Đi qua kiếm mấy thức ăn. Giờ mấy đứa nhỏ nó đi nó mua. Thêm mấy đang là Bách Hóa Xanh này. Bữa đó khai trương nhưng mà mình không có quay clip cho anh em này. Này mình quay chung. Bữa nay mình chuyển qua bên Bách Hóa Xanh luôn. Quay cho anh em xem. Đây là Bách Hóa Xanh này Cát Tiên nha anh em. Cũng gần nhà mình luôn á. Gần Thế Giới Đồng, nó cách Thế Giới Đồng có mấy trăm mét thôi. Còn cách nhà mình thì 8 cây số ha. Đó, Bách Hóa Xanh bán đủ các kiểu. Được mắm dầu anh rồi. Công nhận Thế Giới Đồng nó bon chen thiệt rồi chứ. Đủ kiểu hết. Mở ra cái kiểu này thấy cũng hay hay. Bà con mua đồ thì tiện lợi nó như một cái chợ thu nhỏ nha anh em. Như một cái chợ thu nhỏ. Mua cái gì cũng có. Thật sự luôn. Kem rồi sữa rồi mì tôm bún gạo cá mắm tay coi có luôn anh em. Bầu bí đủ hết ha. Mình thì mình vô đây chủ yếu là mình mua kem với lại mua ít thực phẩm thiết yếu về xài cho gia đình. Bán rất là nhiều đồ. Hai tủ kem mình kết nhất cái tủ kem này. Thích ăn kem anh em. Quay nó có tiếng á, nhưng mà do nó bị ái này anh em, bị bản quyền á. Nhạc lung tung nhạc hết. Bắt đầu sao nó mở nhạc ghê lắm. Nên nó không dám đề tiếng ha. Thu tiếng mình thôi. Là thiệt làm sảnh anh em thấy sướng không? Thịt gà, thịt cá rồi, thịt heo rồi các kiểu. Về chỉ việc nấu thôi, rất là dễ. Sướng luôn á, mình thấy đi chợ này là thích luôn. Đó, anh em vô mua về nấu luôn. Người ta làm sẵn hết rồi. Rất là tiện lợi. Dành cho mấy anh em công chức này. Giáo viên này không có thời gian làm món ăn á, làm ba cái thực phẩm này thì mình mua sẵn về mình nấu luôn nghe anh em, rất là tiện lợi luôn.
xúc xích rồi. Có bánh bao rồi nha anh em. Trong tủ lạnh trên này có bán bánh bao nữa. Mình cũng có mua một bánh bao rồi. Qua đây. Chỗ đây thì nhạc ít nè. Để tiếng luôn. Con bé nó đòi mua ba cái đồ cái viên chiên nè. Với lại xúc xích. Đi mua mới đi nhỏ sữa Long Thành anh em bán sẵn sữa này là hàng sử dụng được có 1 tuần à tuần 10 ngày rất là nhanh mua uống thấy nó ngon sữa Long Thành này uống rất là ngon nha anh em nói chung là bán đủ các kiểu trong bát hóa xanh rồi. Mình sẽ đi vòng vòng mình quay cho anh em biết được bên trong này rất là nhiều món. Bột giặt nè anh em, nước ngọt. Bên đây là gia hàng bột giặt, nước ngọt, nhiều món. Bây giờ cũng khuya, nói chung là mình quay cái giặt đây là cũng gần 10 giờ anh em. Bắt đầu xanh là ta gần nghỉ rồi. Chỉ còn mấy anh em trong nhà đi vòng vòng mua đồ thôi. Một ít đồ ăn để tủ lạnh. Chỗ mấy anh em mình ở dưới nông thôn mà khu mình ở thì mấy anh em thấy có bát đậu xanh chưa? Chứ khu mình thì nó mới về thôi. Năm nay mới được về đủ hết này. Bát đậu xanh thấy động điện máy xanh. Chứ còn mấy năm trước chưa có đâu. Đây là clip mình quay thêm tham khảo nha anh em, cho vui thôi chứ không có bán máy gì hết ha. Kênh mình thì chuyên bán điện thoại di động ha, máy mới, máy cũ các kiểu. Anh em nhấn đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình là chuyên bán điện thoại tới người tiêu dùng ha. Mình có hai kênh nha, kênh này là kênh Di Động Hữu Phúc, còn kênh thứ hai của mình là kênh Hữu Phúc Vlog ha. Anh em nhớ theo dõi và bấm đăng ký để đón xem clip bán máy từ kênh của mình đưa ra nha. Từ 1 tới 2 ngày thường thường mình ra clip. Rồi, clip này cũng khuya rồi anh em. Xin chào anh em nha. Chúc anh em có một ngày làm việc vui vẻ nha. Thằng Ái chào anh em. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Thằng Ái chào cả nhà.